tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí Nova World Hồ Tràm. Là phương tiện đầu tiên của dự án Nova World Hồ Tràm The Tropicana, mang phong cách thiết kế miền nhiệt đới, nơi thiên nhiên giao hòa trong từng không gian nghỉ dưỡng. Vẻ đẹp tinh khiết và thơ mộng của rừng, biển chính là nguồn cảm hứng bất tận kiến tạo nên Nova World Hồ Tràm The Tropicana. Với lợi thế khí hậu quanh năm nắng ấm, cùng cảnh quan rừng biển Hồ Tràm mênh mông, quy mô hơn 140 hectare, phân kỳ The Tropicana được quy hoạch đa dạng sản phẩm như nhà phố thương mại, biệt thự nghỉ dưỡng mặt biển, biệt thự đồi, biệt thự lagoon. Kiến trúc mở cùng những ô kính lớn và ban công rộng về hướng biển, tạo luồng không khí đối lưu để nhiệt độ bên trong nhà luôn ở mức dễ chịu và giúp chủ nhân dễ dàng kết nối với thiên nhiên xanh mát, là điểm đặc trưng trong thiết kế Second Home The Tropicana. Dự án thừa hưởng trọn vẹn chuỗi tiện ích nội ngoại cũng đa dạng và đẳng cấp. Khu bảo tồn rừng nguyên sinh Bình Châu Phước Bự với diện tích hơn 10.500 km2, khu bảo tồn được xem như lá phổi xanh, mang lại một không khí trong lành và hứa hẹn những trải nghiệm du lịch sinh thái thú vị. Khu Safari, công viên hoang dã đầu tiên tại miền Nam Việt Nam. Công viên giải trí Tropicana Park với diện tích lên đến 17 hectare, điểm vui chơi giải trí độc đáo, trải nghiệm theo chủ đề văn hóa Polynesian ở Thái Bình Dương sẽ chính thức khai trương và chào đón du khách vào cuối năm 2021. Suối khoáng nóng Bình Châu, một trong hai khu du lịch sinh thái bền vững nhất tại Việt Nam, là suối khoáng nóng duy nhất ở miền Nam Việt Nam và lớn nhất Đông Nam Á. Hồ bơi Ocean Pool, hồ bơi nước mặn có diện tích hơn 5.000 m2, nơi thư giãn tuyệt vời cùng tầm nhìn trọn vẹn hướng biển Hồ Tràm. Nhà hàng cao cấp Beach Club, kênh chèo thuyền kayak, nông trại organic. Khu phức hợp thể thao phân kỳ The Tropicana còn sở hữu tổ hợp khách sạn 5 sao Hotel Hồ Tràm M Gallery theo tiêu chuẩn quốc tế, được quản lý và vận hành bởi Accor Hotels Group với tổng diện tích khoảng 4,3 hectare và quy mô khoảng 200 phòng, tái hiện khung cảnh vườn treo Babylon, kỳ quan của thế giới cổ đại. Hotel Hồ Tràm M Gallery dẫn dắt du khách bắt đầu hành trình khám phá nền văn minh Hy Lạp với câu chuyện tình yêu đế vương cùng huyền thoại các vị thần. Chuỗi Shop House đắt giá dọc theo trục đường ven biển rộng 42 mét và các tuyến đường nội khu là nơi quy tụ các thương hiệu nổi tiếng về ẩm thực, làm đẹp, mua sắm, thu hút không chỉ khách du lịch mà cả cư dân địa phương. Cách thành phố Hồ Chí Minh 90 phút di chuyển qua cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nova World Hồ Tràm, The Tropicana, tòa lạc tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trái tim du lịch biển của khu vực Đông Nam Bộ. Hệ thống 5 tuyến cao tốc kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt đang được triển khai, rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh thành đến Hồ Tràm. Sân bay quốc tế Long Thành dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2025, là sân bay lớn nhất Việt Nam với công suất lên đến 25 triệu hành khách một năm. Đặc biệt, chỉ cách Hồ Tràm 60 phút di chuyển, sân bay sẽ góp phần thay đổi hành trình du lịch của khách bản địa và khách quốc tế đến Việt Nam. Phước kỳ The Tropicana Nova World Hồ Tràm sẽ góp phần đưa Hồ Tràm trở thành điểm đến du lịch đẳng cấp của khu vực phía Nam, tạo nên chốn nghỉ dưỡng giải trí thiên đường với giá trị đầu tư bền vững. The Tropicana Nova World Hồ Tràm, một sản phẩm của tập đoàn Novaland.